cố lên nhé. Các bạn Shinhan đi ta ơi. Shinhan, fighting. Cố lên nhé Shinhan ơi. Shinhan, fighting. Of the Shinhan family, having been an area with a strong outbreak more than anyone else, I understand your concerns and worries. It is the encouragement of all colleagues and leaders in Shinhan that motivate us to overcome the pandemic strongly. I wish everyone good health and always be confident to overcome this challenge. Fighting! Mong rằng toàn thể các anh chị em của đại gia đình luôn khỏe mạnh, luôn vững lòng. Shinhan ơi, mau qua mùa dịch nhé. Mọi người có nhìn luôn an lành, hãy luôn giữ vững tinh thần và tin rằng chúng ta sẽ vượt qua đại dịch. Shinhan ơi, vững tin nhé. Đây chắc chắn là quãng cái thời gian khó khăn đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là ở những vùng dịch bùng phát mạnh. Tôi mong rằng các bạn luôn giữ sức khỏe, giữ vững tinh thần, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian đầy thử thách này. Các bạn cố lên. Những ngày gần đây, tình hình Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày tôi theo dõi những hình ảnh đó, chúng tôi không khỏi xót xa. Đại diện cho chi nhánh Hải Phòng, tôi muốn gửi lời chúc tới toàn thể miền Nam thân thương và đặc biệt các Shinhan Ita luôn luôn kiên cường, mạnh mẽ để chống dịch. Chúc cho mọi người luôn luôn bình an và tình hình sớm ổn định trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh ơi, cố lên! Dù dịch lần này có phức tạp hơn, nhưng nếu chúng ta luôn nghĩ về nhau, luôn cầu chúc cho nhau bằng tất cả tấm lòng, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch. Shinhan ơi, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Từ thành phố Huế, chúng tôi gửi lời chúc bình an đến mọi người. Mong mọi người hãy cố lên.
giờ đại dịch đang là rất phức tạp, cho nên người dân miền Trung mình không biết gì hơn gửi lời chúc đến toàn thể bà con miền Nam, miền Trung, đặc biệt là gửi lời chúc đến tập thể cán bộ, nhân viên ngân hàng Sinh Han, mong các bạn cố gắng tự tin đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch. Miền Nam cố lên, Sinh Han cố lên.